Với nhiều người, giai đoạn mang thai được xem là thời kỳ đẹp và thiêng liêng nhất của người phụ nữ. Và họ thực sự chăm sóc cho mình giai đoạn này rất nhiều để có đủ sức khỏe và tinh thần để đứa con bé bỏng trong bụng mẹ được phát triển một cách tốt nhất. Các mẹ bầu có thể ăn món mình chưa từng nếm, nghe nhạc không lời mà trước đó chưa từng có thói quen hay mặc chiếc đầm quá khổ. Vì vậy, để các mẹ bầu có thể có được một tinh thần thoải mái nhất, yêu đời nhất trong suốt giai đoạn thai kỳ, chuyên mục thời trang hôm nay sẽ dành riêng cho các nàng trong thời gian đáng được nâng niu và chăm chút nhất. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay thì Thanh Phương có hẹn với lại Minh Thúy để đi lựa chọn trang phục bầu, bởi vì Thúy đang có bầu được 6 tháng. Và trước khi chúng ta lựa chọn trang phục bầu thì Thanh Phương muốn hỏi Thúy một số thông tin mật được không nhỉ? Thanh Phương muốn chia sẻ bí mật gì đây? Thường khi chị em phụ nữ mình mang thai thì vóc dáng sẽ thay đổi rất là nhiều. Vậy trong khoảng thời gian đó thì Thúy có gặp khó khăn gì khi lựa chọn trang phục bầu không? Trong 3 tháng đầu thì Thúy chưa gặp khó khăn gì nhiều. Tại vì lúc đó vóc dáng chưa có thay đổi nhiều á, nên mình vẫn mặc đồ thông thường thôi. Mình tận dụng những cái đầm form suông rộng để mà mình được thoải mái. Tới tháng thứ tư trở đi á, khi mà bắt đầu chọn đồ bầu chuyên dụng thì mình bắt đầu cảm thấy khó khăn. Tại vì xác định là chỉ mang thai trong mấy tháng thôi, nhưng mà chọn cũng đâu có được qua loa ha. Tất nhiên rồi, phụ nữ mình là phải đẹp mà. Bởi vậy lúc nào cũng phải đẹp, ngay cả trong giai đoạn mà chúng ta mang thai. Thôi bây giờ chúng ta lựa chọn trang phục bầu đi nha. Trong thời gian mang thai, lượng máu lưu thông trong cơ thể nhanh hơn, làm mẹ bầu tiết nhiều mồ hôi, cảm thấy nóng hơn bình thường. Việc chọn trang phục thoải mái mà vẫn đẹp rất quan trọng, vì có nhiều mẹ bầu quan điểm sai lầm, mua càng rộng càng tốt để mặc suốt thai kỳ cho tiết kiệm. Điều này dẫn đến việc các mẹ bầu trông lộn thượng trong những bộ đồ quá khổ. Việc tiết kiệm hóa ra lại hoang phí hơn, vì những tháng cuối không thể mặc vừa những quần áo đã mua từ tháng thứ tư, thứ năm. Bạn có thể tư vấn cho Thanh Phương và bạn Thúy ở đây những cái trang phục bầu mà theo từng thời kỳ thì mình nên chọn trang phục như thế nào hả? Mình chọn theo từng giai đoạn bầu. 3 tới 6 tháng thì mình chọn theo size. Thì lúc đó mình chọn những size nhỏ nhỏ để mình mặc nó hợp với dáng mình hơn. Còn lúc mà bầu lớn hơn thì mình có thể chọn những cái đầm form lớn hơn để phù hợp cho những tháng cuối. Tại vì tháng cuối thì mình tăng cân rất nhiều. Thường thì các mẹ bầu nên chọn trang phục với chất liệu và kiểu dáng như thế nào cho phù hợp? Đa số là đều chọn những cái chất liệu vải thoáng mát cho mình hết. Thì theo từng sở thích của mình thôi. Tùy theo cái hoàn cảnh mình sử dụng, như là thí dụ như là mình muốn đi chơi, đi tiệc hoặc là công sở thì mình có thể chọn theo những cái nhu cầu của mình. Và bạn ơi, những cái trang phục bầu của bên mình á, là được thiết kế ra theo từng đợt và có quay trở lại mẫu mã cũ hay không? Sản xuất theo mùa với lại luôn cập nhật xu hướng thời trang, với lại những sản phẩm nào bán được thì sản xuất lại để đáp ứng nhu cầu của khách. Chắc là phải nhờ chị tư vấn giúp cho bạn Thúy lựa chọn được một cái trang phục bầu ưng ý nhất ha. Và đây là những mẫu đầm đi tiệc nè chị. Thường mình đi tiệc mình sẽ chọn những màu sắc sặc sỡ và kiểu dáng nó cầu kỳ hơn. Mình sẽ chọn những mẫu đầm hai dây thì giúp cho mẹ bầu mình thoải mái hơn. Chọn những chất liệu tơ nó có cái ánh nó lên đó chị. Thì nhìn nó sẽ sáng hơn. Rồi đi. Cái chất liệu này nó phản chiếu với lại cái ánh đèn sẽ làm cái bộ trang phục mình nó lộng lẫy hơn, nó sặc sỡ hơn và người mặc cũng trông đẹp hơn nữa. Với lại những người cao như là chị Thúy đây á thì mình có thể chọn những mẫu đầm maxi như vậy nè chị. Chị muốn thử cái mẫu này không chị? Chị. Có. Thường đồ công sở thì chất liệu nó sẽ dày và nó màu sắc nó sẽ bớt sặc sỡ. Chất liệu nó dày như vậy thì nó sẽ tôn được cái sự trang trọng và cái sự thanh lịch của mình. Và bên cạnh đó cũng theo xu hướng như là mấy mẫu chấm bi hoặc là sọc. Mấy mẫu chấm bi và mấy mẫu trắng đen như thế này thì không bao giờ lỗi mốt. Và đây là những mẫu thun, áo thun basic bên em á chị. Thì những áo thun này mình có thể phối với quần sọ hoặc là quần jean, quần lửng gì đó thì nó rất là dễ phối. Cái này thì phối với lại cái quần jean này mình thấy hay nè. Thường thì những người phụ nữ có thai rất sợ mặc quần jean vì sợ là sẽ bó và sẽ làm mà khó chịu cái phần bụng của mình. Tuy nhiên với những cái quần jean như thế này có phần lưng thun nên chúng ta sẽ rất là thoải mái trong việc đứng lên, ngồi xuống và di chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái đầm như thế này thì phù hợp với những mẹ bầu cá tính hơn. Những sản phẩm này mình có thể sử dụng thêm, là mình có thể sử dụng sau sinh được nữa một thời gian dài luôn. Quý vị thân mến, thông thường với những cái trang phục bầu thì người ta thường nghĩ là sẽ những cái đầm suông rộng. Tuy nhiên bây giờ là xu hướng sẽ rất là phù hợp với những cái bộ trang phục mà ôm như thế này để khoe bụng bầu. Trong các bà bầu cũng sẽ trông duyên dáng, dễ thương và đáng yêu hơn rất nhiều.
Giai đoạn mang thai đến 9 tháng 10 ngày, vì vậy các mẹ bầu phải chuẩn bị rất là nhiều những trang phục để mình thay đổi. Mẹ bầu hay lựa chọn những cái đầm yếm thế này để vừa tận dụng thay đổi mặc những cái áo thun bên trong nè. Và với những cái chiếc quần lưng thun như thế này thì mình để ý bên trong nó sẽ có tăng đơ, sẽ phù hợp cho từng thai kỳ, từng tháng của các mẹ bầu. Chưa hết đâu nha, với những cái quần legging như thế này cũng lợi hại lắm đó. Bởi vì một số cái váy á, thì khi vài tháng đầu á, Thân Hương thấy là các mẹ mặc thì rất là vừa vặn, nhưng khoảng từ sáng thứ 6, tháng thứ 7, thứ 8 bắt đầu bụng to lên. Lúc này cái đầm nó sẽ bị giật lên và trông nó sẽ ngắn, không còn đẹp nữa. Và với những cái chiếc quần legging như thế này chúng ta sẽ mặc ở bên trong. Qua cái sự tư vấn của em nãy giờ và kinh nghiệm của chị Thanh Phương đây thì chắc là chị Thúy đã lựa cho mình một số sản phẩm rồi. Thì bây giờ em mời chị vào trong mình thử. Đây là cái bộ đồ nãy giờ Phương trông chờ Thúy mặc nhất luôn đó. Không hiểu tại sao Thanh Phương nhớ hồi đó lúc mà Phương có bầu, Phương cũng thích mặc những cái bộ trang phục để mà khoe bụng bầu lắm. Giống như là mẹ diện mà con cũng được diện nữa. Cảm ơn Thúy rất là nhiều ngày hôm nay đã đến tham dự chương trình. Và cũng cảm ơn bạn Hạnh đã tư vấn cho Thanh Phương và Thúy cũng như là quý vị khán giả ở đây. Chị Thúy và bên em có dịch vụ sửa đồ sau sanh nữa đó chị. Mình có muốn sử dụng lại á, mình cứ mang lại tụi em bóp gọn lại miễn phí hết cho mình chị ha. Như vậy thì quá tiện lợi rồi, sẽ giúp cho các mẹ bầu có thể tiết kiệm được một số tiền đáng kể và bên cạnh đó có thể tận dụng được những trang phục cũ. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị khán giả, đặc biệt là các mẹ bầu, có thêm một số kinh nghiệm cần thiết để lựa chọn những bộ trang phục ưng ý nhất. Ngoài việc chọn bộ cánh bầu thoải mái và xinh đẹp thì các mẹ bầu cũng cần phải chăm chút đồng bộ, đó là vẻ mặt và làn da tươi sáng bằng ăn uống tẩy tế bào chết với liệu pháp thiên nhiên, dùng kem chống nắng, một chút má hồng, chút son khi đi ra đường. Một chiếc nịt ngực vừa vặn là phụ kiện không thể thiếu mặc cùng trang phục bầu, giúp thoải mái và lưu thông máu tốt. Và một đôi giày thấp đế bằng sẽ giúp tôn vinh thêm nét đẹp của thời trang bầu và những bước chân của các mẹ bầu thêm vững, thêm tự tin và duyên dáng hơn.